bài hát Em Mới Là Người Yêu Anh với cách đánh ba mút như thế nào. Cùng mình xem hết đây này nha. Cạnh bàn tay sẽ được đặt lên ngựa trắng để tạo ra âm mút. Mình sẽ đem 8 nhịp và nhấn mạnh vào phách 1, 4 và 7.